Từ trước tới nay thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái vụ việc về leak thông tin, hình ảnh hoặc là video từ chính chiếc webcam mà các bạn sử dụng trên laptop hoặc là những cái camera mà các bạn sử dụng ngay tại nhà. Điều này đối với người bình thường thì cũng đã ảnh hưởng ít nhiều rồi. Tuy nhiên đối với người nổi tiếng thì cái sự ảnh hưởng này nó còn ghê gớm hơn nữa. Điển hình là năm ngoái chúng ta có một vụ bị leak thông tin của một người rất là nổi tiếng, đó là ca sĩ Văn Mai Hương. Và ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tech News. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân vì đâu chúng ta lại bị leak thông tin như thế, và cũng như hướng giải quyết thì như thế nào. Bắt đầu video nhé. Trên một hệ thống PC hoặc là laptop, webcam là một trong những vị trí tấn công ưa thích của hacker. Khi ai đó chiếm quyền kiểm soát webcam máy tính của bạn thông qua một loại virus mà bạn có thể đã vô tình tải xuống trong quá trình sử dụng Internet, hành vi này được gọi là camfecting. Thông qua camfecting thì kẻ gian ở phía bên kia có thể điều khiển webcam của bạn để chụp ảnh và quay video bất cứ khi nào bạn sử dụng máy tính, dẫn đến những nguy hại liên quan tới quyền riêng tư. Dưới đây là một số phương pháp giúp bạn kiểm tra xem webcam của bạn có bị hack hay không nhé. Đầu tiên đó là đèn LED nhấp nháy. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất cho thấy chiếc webcam của bạn đã bị hack đó là đèn LED sẽ báo hiệu và sẽ nhấp nháy liên tục, cho biết webcam của bạn hiện đang hoạt động. Trong khi bạn không hề kích hoạt nó, nhiệm vụ ở đây sẽ là cần phải tìm hiểu nguyên nhân khiến webcam tự bật. Cũng có khá nhiều nguyên nhân khiến cho webcam tự động kích hoạt, có thể là do các ứng dụng được cài đặt trên Windows hay là các tiện ích mở rộng mà bạn đã cài đặt trong trình duyệt có tính năng khởi động camera. Trong trường hợp này thì cách kiểm tra nhanh nhất sẽ là lần lượt đóng từng ứng dụng đang chạy trên hệ thống, bao gồm cả trình duyệt và các ứng dụng đang chạy ẩn. Nếu đèn LED báo hiệu tắt sau khi bạn đóng một ứng dụng thì nó chính là thủ phạm. Tương tự như vậy, nếu đèn LED báo hiệu tắt sau khi bạn đóng trình duyệt thì vấn đề có thể là bắt nguồn từ một tiện ích mở rộng trình duyệt. Hãy kiểm tra xem các tiện ích mở rộng mà bạn đã cài đặt và vô hiệu hóa từng cái một để có thể tìm ra thủ phạm. Thứ hai đó là xuất hiện thông báo lỗi khi bạn cố gắng khởi chạy webcam. Bạn cố gắng khởi chạy webcam và hệ thống đưa ra thông báo lỗi cho biết webcam đã hoạt động trong khi bạn hoàn toàn không chạy bất cứ phần mềm nào sử dụng đến webcam. Đó có thể là tín hiệu cho thấy thiết bị của bạn đã bị hack. Để kiểm tra, đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào trình quản lý tác vụ hay còn gọi là Task Manager trên Windows hoặc là System Monitor trên Linux hoặc là macOS để xem ứng dụng nào đang chạy trên hệ thống. Hãy thử đóng thủ công từng ứng dụng một để có thể xem đâu là thủ phạm. Nhấn Force Quit hoặc là End Task đối với các ứng dụng cứng đầu. Và cuối cùng, hãy gỡ cài đặt hoặc là thay thế ứng dụng gây ra vấn đề. Nếu như sau khi đã gỡ cài đặt các chương trình sử dụng webcam mà hệ thống vẫn hiển thị các thông báo lỗi thì các bạn hãy thử quét virus trên hệ thống của mình vài lần xem sao nhé. Thứ ba đó là hãy kiểm tra trình quản lý tác vụ để xem webcam có đang chạy hay không. Nếu như đèn báo không sáng nhưng bạn vẫn muốn kiểm tra kỹ xem webcam có đang chạy hay không thì hãy sử dụng Task Manager trên Windows hoặc là System Monitor cho Linux hoặc là macOS. Và sau cùng đó là một số mẹo vặt. Mẹo thứ nhất thì mình khuyên các bạn rằng hãy nên để ý hoạt động của webcam. Với một số webcam ngày nay có thể chuyển động theo nhiều hướng khác nhau, cũng như là phóng to và thu nhỏ. Nếu bạn thấy rằng webcam của mình đang thực hiện những chuyển động này ngay khi bạn không hề đưa ra lệnh như vậy, thì rõ ràng rằng nó đang được điều khiển từ xa. Mẹo thứ hai đó là các bạn nên để ý đến sự xuất hiện của những tập tin lạ. Nếu như bạn thấy có sự xuất hiện của các tập tin âm thanh hoặc là video mà mình không hề lập ra hoặc như là các bạn không hề đao về thì đây có thể là bằng chứng cho thấy webcam của bạn đã bị hack. Hãy kiểm tra thật kỹ các tệp này và sau đó tiến hành quét toàn bộ hệ thống. Mẹo thứ ba đó là các bạn hãy bảo vệ bản thân trước camfecting. Nếu như các bạn cảm thấy không an tâm về chiếc webcam của mình và cũng như hiếm khi sử dụng đến nó thì cách đơn giản và hiệu quả nhất đó chính là lấy băng dính che lại webcam và chỉ mở ra khi cần sử dụng đến. Cách này thì nghe có vẻ hài hước nhưng mà mình cảm giác được là nó thật sự là hữu ích. Ngoài ra nếu có thể thì hãy sử dụng phần mềm chống virus có bản quyền để quét toàn bộ hệ thống một cách thường xuyên. Lưu ý là trước khi quét thì các bạn hãy khởi động máy tính của bạn ở chế độ an toàn, tức là safe mode đó, bằng cách nhập từ khóa msconfig vào thanh tìm kiếm Cortana và nhấn Enter. Khi ứng dụng System Configuration mở ra thì bạn điều hướng đến mục tùy chọn boot
và chọn Safe Boot, nhấp vào OK và máy tính của bạn sẽ được khởi động lại với chế độ an toàn. Ngoài ra thì các bạn cũng hãy nên thận trọng khi mà các bạn nhận được email có chứa liên kết từ một người mà mình không hề quen biết. Những email đại loại kiểu này thì có chứa rủi ro hoặc là bảo mật rất là lớn. Bạn cũng nên hạn chế sử dụng các điểm truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí. Nếu như bắt buộc các bạn phải dùng thì các bạn hãy nên sử dụng VPN. Tuy nhiên các bạn cũng nên tránh các dịch vụ VPN miễn phí vì chúng có tốc độ không nhanh và có thể chứa khá nhiều lỗ hổng bảo mật. Ok, và đó là tất cả những điều mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn về nguyên nhân tại sao các bạn bị leak thông tin cũng như là hình ảnh và video ở trên những cái phương tiện truyền thông, và cũng như là một số ít về hướng giải quyết. Vẫn như mọi khi, nếu như xem xong video này các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như là click vào nút chuông nhỏ khiến bạn cảm thấy sub để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào của Technira trong tương lai, và cũng như là để bọn mình có thêm nhiều động lực làm các video khác hay hơn và hay hơn nữa. Mình là Bai và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye.